dòng đời trôi dần trôi, nắng mưa đã thay mây mù, nhìn bàn tay già nua, ước mơ khi nào cho vừa, cuộc đời như cơn gió. Rồi, xin chào cả nhà nha. Ngày hôm nay một ngày đẹp trời thì cũng có em có dịp đi ghé thăm của một nhà ông anh làm bất động sản, thì cái này là đại gia miệt vườn đó anh chị. Đó thì ngày xưa thì cũng về đây thì cũng mua một miếng đất rồi đào ao thả cá rồi chơi hoa lan phong kiển phong cảnh đó. Thì đây là họ vừa chơi và họ vừa cái anh này là ảnh kinh doanh luôn, vừa chơi sau này sẽ phát triển lên càng ngày càng lớn mạnh, rồi ai mua thì bán đó. Vừa làm một cái nơi nhà vườn nghỉ dưỡng mát mẻ và vừa kinh doanh cái ngành hoa lan kiển, hoa lan đột biến gì đó. Nói chung về cái sản phẩm lan thì nói chung mình cũng yêu thích cái cuộc sống nhà vườn, trái cây rồi cây kiển cây cảnh hoa này kia, nhưng mà mình đối với hoa lan thì thời gian gần đây thì mình mới thích thôi, chứ thời gian trước thì mình cũng không có thích lắm. Thì cũng đang định làm một cái vườn lan nhỏ nhỏ ở nhà. Thì hôm nay mình đi qua đây mục đích là mình đi thăm chơi cho biết nhà, rồi cũng như là thăm cái vườn lan cũng như là cái mô hình trồng lan ở đây. Thì luôn tiện thì thấy ở đây, tới đây thì mình không nghĩ rằng là nó đẹp đến như vậy. Thì đây cái ngẫu hứng là mình thấy mình thích quá, thì luôn tiện thì mình ghi lại những cái hình ảnh này và cũng như là chia sẻ đến quý vị khách hàng, cũng như là quý nhà đầu tư, cũng như là các bạn, những anh chị nào mà có một cái niềm đam mê là cuộc sống miền quê, yêu phong cảnh, yêu thiên nhiên, thì mình đây cho mình thấy được để mình có một cái ý tưởng và mình có thể về đây mình giao lưu học hỏi để mình tìm hiểu thêm về cái mô hình này. Rồi mình thứ nhất là anh chị mình biết rằng ở thành phố thường thường là thời gian gần đây anh chị có một cái cụm từ mà cũng rất là hot, rất là phổ biến, đó là mà bỏ phố về vườn hay bỏ phố về rừng, bỏ phố về quê gì đó. Đó nói chung là đó là một cái trào lưu mới, không phải riêng gì ở khu vực Hà Nội, vùng ven của Hà Nội thủ đô, mà khu vực xung quanh vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh thì thời gian gần đây đó là một cái trào lưu mới ha, bỏ phố về vườn. Thì có rất là nhiều anh chị cũng như là các bạn thường hay nói như thế này, sống ở thành phố Hồ Chí Minh quen rồi mà đi về quê sống thì thực sự là mình chưa có hòa nhập, cũng chưa hiểu được cách sống ở dưới quê như thế nào, làm vườn này kia rồi có phù hợp hay không. Nhưng mà có một số người thì lại bảo rằng ở trên thành phố làm ra tiền, về quê thì làm gì ra tiền, rồi về quê sống theo hình thức là hưởng thụ, rồi ở thì thiếu thốn vật chất, thiếu thốn cơ sở vật chất này kia các thứ. Nói chung là thực ra khi mà lúc mà ở tuổi trẻ ở dưới quê thì họ lên thành phố để họ lập nghiệp á anh chị, họ lập nghiệp, họ tìm kiếm cơ hội để làm giàu, và khi mà thành công rồi về già thì lại muốn ngược lại về quê để sống cái tuổi già hưu trí an nhàn, tuổi già nghỉ dưỡng, để có một cái sức khỏe tốt, để có một cuộc sống thanh bình. Thì bây giờ là thực sự là có nhiều người họ nghĩ rằng là bây giờ về quê sống mà làm nông nghiệp thì đâu ra tiền đâu, cực khổ nắng nôi, dạng như người ta nói là nông dân mà bán mặt cho đất mà bán lưng cho trời á, thì thu nhập thì không bao nhiêu, lúc thì được mùa mất giá, lúc thì được giá mất mùa. Cái đời sống của người nông dân rất là cơ cực các anh chị. Cho nên đó là nhiều người nghĩ rằng thôi bây giờ mình về quê mình nói mà làm gì mà ra tiền, làm gì để mà sống. Chắc là thực sự đúng là như vậy, ở quê mà kiếm được cái đồng tiền nó rất là khó anh chị. Mình ở trên thành phố mà cái cơ hội kiếm tiền nó rất là dễ hơn rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ anh chị mình đã có một số vốn, có một khoản tiền rồi mà mình về quê mình ở theo hình thức gọi là nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng, có một khoản tiền dành dụm riêng rồi, thì mình về mình chơi hoa cảnh, nuôi vài con gà này kia, nói chung mình có mà ví dụ như con cái mình chu cấp mình tiền hàng tháng hay có một cái nguồn thu nhập nào đó khác rồi đó, thì mình về chủ yếu là mình sống để mình hưởng thụ thôi. Chứ còn mà nói là về mà để
làm kinh tế thì không nên về quê anh chị ha. Đó, nhưng mà thực sự nếu như thời buổi bây giờ có một cái gọi là internet phát triển rồi anh chị, là có thể làm ở đâu mình cũng có thể làm việc và ở đâu mình cũng có thể kiếm ra tiền được hết. Đó, cho nên đó là bây giờ là khi mà công nghệ phát triển á, thì kết nối internet thì mình ở đâu mình cũng có thể làm việc được, mình có thể kiếm tiền được. Ví dụ như là ở đây cái anh này ảnh đầu tiên là ảnh chơi hoa kiển thôi, thì cái phát triển cái mô hình mỗi ngày một lớn mạnh lên, thì mình có thể là ai mua thì ảnh bán, thì mình có được cái nguồn thu nhập cũng khá là tốt đó anh chị. Thì ở đây á là anh chị thấy không, đây là một cái mặt hồ nước nè. Đây thuộc về ấp 6 xã Sông Rây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Nói chung cái chỗ này á là nó giáp ranh với xã Lâm Sen, cũng như là gần nhà mình. Thì từ nhà mình á mà đi qua đây á là khoảng tầm 5-10 phút thôi là tới rồi. Đó, thì đây cũng chung là mấy anh em này cũng trong ngành giới bất động sản rồi cũng đầu tư, thì quen biết nhau thì rủ tới nhà chơi cho biết. Thì nay mình tới đây thì mình thích, rất là thích. À, rất là thích, thì cũng muốn chia sẻ lại những cái thông tin, những cái hình ảnh này cho anh chị mình được biết ha. Đó, ví dụ như mà anh chị nào á mà quan tâm, mình thích á, thì mình có thể là mình giao lưu kết nối, mình mua. Thì cái giá cả ở đây á là nó cũng rất là nhiều loại giá đó anh chị. Nói chung về lan thì em cũng không có rành lắm, nhưng mà thì nãy em cũng có hỏi sơ sơ qua, thì ví dụ như mình có vài trăm ngàn thôi thì mình cũng có thể mua được, nhưng mà có những cái loại lan nó lên tới tiền tỷ cũng có. Nói chung có nhiều mức giá lắm. Đó, thì nãy em có hỏi tham khảo cái anh làm, anh chăm sóc ở đây, thì nói chung là những cái mầm nhỏ nhỏ nó vài chục ngàn cũng có, rồi vài trăm ngàn cũng có, và cái loại cao cấp hơn là vài tỷ cũng có. Đó, cho nên đó là nó có nhiều đối tượng, nhiều khách hàng mình có thể mình mua. Ví dụ anh chị nào mà thích mà không có tài chính, nguồn tài chính không có lớn, vài trăm ngàn mình cũng có thể mua mình chơi được. Còn những cái loại lan mà mắc tiền như vài tỷ nó cũng có. Đó, một chút xíu đây thì em sẽ quay lên trên cái vườn lan mà tiền tỷ đó để cho anh chị mình tham khảo ha. Thì cơ bản á là bây giờ là em sẽ quay cái miếng cái vườn lan mà ở dưới đây nè. Đó là nó đây là lan này nó rẻ tiền ha, phổ thông ha. Đó, cho nên là cái này vài trăm ngàn một chậu thôi. Đó, đây. Thì nói chung cái lan thì nó nhiều loại lắm chị, nó đa chủng loại luôn. Thì em biết sơ sơ là nó có rất là nhiều loại lan, em cũng không biết được là loại này tên là gì, tại vì mình phải chuyên về nó thì mình mới biết được tên của từng loại lan. Nhưng mà thì đối với em á thì em thích, đối với mình á là mình thích nhất là cái lan hồ điệp á. Thì nãy giờ mình đây mình chưa thấy có cái lan hồ điệp nào, nhưng mà ở nhà mình có trồng vài cây trồng chơi thôi đó, nhưng mà lan này mình không có biết tên. Thì ở đây thì cái chậu này hình như là vài trăm ngàn thôi. Anh chị mình mua ân thì mình mua, thì mình về mình gây, mình tạo một cái không gian gì nè, rồi mình trồng mình nuôi chơi đó anh chị thấy không. Đây nè, đây có cây này là cây gì, cỏ ba lá nè. Đây là một cái hồ nước ở đây, rất là xung quanh là trồng dừa rất là mát. Thì bây giờ là em sẽ lên trên ở trên lầu á, đó cái vườn lan đó, nghe nói là một chậu lan nhỏ nhỏ mà nghe nói là mấy tỷ gì đó, nghe nó cũng choáng thiệt chứ. Nhưng mà bây giờ em sẽ đi lên trên đó để em quay cho anh chị mình cùng xem nha. Hay dựng đại gia không thấy không đó, dựng đại gia mới chơi lan tiền tỷ thôi đó. Giờ dựng đại gia mà chơi lan tiền tỷ là lên đây, lên trên lầu nè. Còn dưới đây là dạng phổ thông đó, anh chị nào cũng có thể mua được, cũng có thể chơi được đó. Nghe nói là ở trên đây á, là một cây là vài chục triệu, vài trăm triệu, có cây là vài tỷ gì đó. Thì lan này không biết, em cũng chẳng biết lan gì nữa, nhưng mà nghe ông chủ vườn lan nói vậy mình chỉ biết vậy thôi. Nha anh chị nha, anh chị nào đừng có vào đây mà ném đá nha. Nói chung á là em cũng không biết đâu, nói chung là chủ người ta chia sẻ sao thì mình nói lại vậy thôi. Nó có nhiều người cứ chửi trời cái lan gì đâu mà mấy tỷ ai mua. Nhưng mà thấy thời gian vừa rồi thì cũng có cái vụ mà sốt lan tiền tỷ, lan đột biến gì đó. Thì ở đây nay thì mình cũng dạng như là đi chơi thấy đẹp quá quay lại chia sẻ cho anh chị thôi, chứ cũng không có giới thiệu, cũng không có PR gì cho cái vườn lan này hết nha anh chị nha. Cho nên đó là
Thực ra thì mình làm môi giới bất động sản thì có những cái gì hay, những cái gì mà đáng thú vị thì mình chia sẻ lại cho tất cả anh chị, để anh chị mình biết thêm được cái cuộc sống ở miền quê nó có những cái gì hấp dẫn, cái gì thú vị, để anh chị mình tìm hiểu thêm nha anh chị ha. Đây, anh chị thấy không? Lan, nghe nói cái vườn lan này á, lan này là lan tiền tỷ nè. Chung là không, nói thiệt chứ có ai có tiền dư thì bỏ ra mua thế chứ mình, nhưng mình có tiền nhưng mình cũng không thể nào mà nói là bỏ ra vài tỷ mà mua cái chậu lan này về chơi hết trơn á. Đây, cái này là thú chơi xa xỉ nè anh chị thấy không, cái này là họ đang ương ra, đang mọc ra nè anh chị nè. Đó, đẹp chưa, quá trời đẹp luôn. Nghe nói là một cái mắt này gì là mấy trăm triệu gì đó đó, rồi chậu này là như là tỷ hai đó. Đây là cái mô hình mà làm chung là cũng công phu lắm anh chị thấy không, quạt đồ này kia, giữ mát cái này kia đó. Lên đây là phải bỏ dép cho sạch sẽ. Nói chung đó là trồng lan là một cái mà nó phải đòi hỏi kỹ thuật dữ lắm chứ không phải là đơn giản đâu. Trời, giờ nghĩ sao bỏ ra cả mấy trăm triệu, tỷ mà mua một chậu này về được mấy ngày nó chết mất tiêu là thôi luôn á. Trời ơi. Cho nên là cái này người ta kỹ lắm, người ta cũng phải để bản anh chị thấy không nè. Quý khách thông cảm, đến xem cây không được sờ vào cây đó, thấy chưa, không được hút thuốc, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Chứ bây giờ là nhiều khi là nó cũng kỹ, ví dụ như tay mình ví dụ như dơ này kia rồi đó, mình rờ vô nó bị nấm bị hư này kia là trời nghĩ sao. Cái vườn này nếu mà em nói là nãy ông kia, ông chủ vườn ông chia sẻ là một cái chậu này là tỷ mấy, 2 tỷ gì, mấy tỷ gì, mà mấy trăm triệu gì đó. Nói chung nguyên cả cái khu này nếu mà tính ra giá trị của nó mà thành tiền là chắc cả trăm tỷ quá, hơn cả trăm tỷ đó anh chị. Đó, thì cái này không biết là nó có ảo hay không thì em không biết, nhưng mà người ta nói sao thì mình chia sẻ lại cho anh chị gì đó. Có nghĩa là vậy nè, anh nói là cái này á, là nguyên cái thì anh không có nói là hết này là trị giá bao nhiêu tiền, nhưng mà anh nói chậu này tỷ nè, chậu này mấy tỷ nè, chậu này mấy trăm triệu nè, rồi chậu này vài trăm triệu, vài chục triệu gì đó không biết. Nói chung là tự nhiên là mình thấy nguyên cả cái khu này mà đếm mà số tiền mà cộng lại chắc mấy trăm tỷ đó, nguyên cái khu vực này nè anh chị nè, nguyên cả cái khu vực này là mà giá trị nó ghê. Thì anh có chia sẻ đâu, có một cái vườn lan nào bên Sơn Đông gì đó mà cả ngàn tỷ, nghe thấy khiếp không anh chị. Cái vườn bên đó là nó lớn hơn cái vườn này. Anh nói là cái vườn bên đó là người ta đầu tư vào đó là tổng giá trị của cái vườn đó là cả ngàn tỷ. Nghe khủng khiếp không anh chị? Thấy không? Anh chị thấy một cái viền miền quê mà nghèo như vậy mà có những cái đại gia mà trăm tỷ, ngàn tỷ, nghe thấy ớn không? Đó. Bữa nãy ông nói là cái này á là ví dụ giống ương ra nè. Nghe nói là mình ương cái cắt cái mắt mình ương ra vậy, nghe nói nó mấy tháng nửa năm gì nó mới nảy chồi. Cũng giống như vậy, giống như vậy nè. Đây cái chồi này nè. Đó. Lâu lắm nó mới nảy lên cái chồi. Tiền không. Tự nhiên mình ở trong một cái, mình đang đứng mình đi quay ở trong một cái vườn lan mà vài trăm tỷ như vậy, mình thấy mình cũng, mình không biết rằng là đúng giá trị thật nó vậy hay không, nhưng mà tự nhiên mình ở trong một cái vườn lan mà trị giá như vậy thì thấy cũng kinh khủng thiệt, kinh khủng khiếp đó anh chị. Đó, thì luôn tiện thì đi chơi thì tham quan thấy vườn đẹp quá thì chia sẻ anh chị nha. À, thì em cũng không biết nói gì hơn, thì nói chung là coi như là một cái video chia sẻ về một cái không gian sống của một cái anh đại gia miệt vườn. Thì thôi, coi như là video tới đây là kết thúc. Anh chị nào mình quan tâm á, mình có muốn tìm hiểu về cái mô hình này hoặc muốn mua về để mình chơi á, hoặc là để mình đầu tư là mua buôn bán gì kinh doanh gì đó thì kết nối với em sẽ liên hệ cho anh chị để mình tìm, mình mua về mình chơi, có vài chục ngàn, vài trăm ngàn cũng có, ở dưới nó có anh chị. Rồi, xin thân ái chào tạm biệt ha, hẹn gặp lại anh chị một trong một cái video mới tiếp theo.